kính chào quý bạn đang theo dõi kênh YouTube của Bóng Đá Plus. Lúc này chúng ta đang có mặt tại sân Techno Moscow, nơi mà đội tuyển U23 Việt Nam đang ăn mừng cho chiến thắng trước U23 Timor Leste. Vâng, chỉ là đối thủ U23 Timor Leste thôi. Tuy nhiên chúng ta đã vượt qua một đối thủ khác, đó là dịch Covid-19. Đội tuyển U23 Việt Nam đối đầu với đội tuyển U23 Timor Leste trong tâm thế chúng ta chỉ có 13 người, và thậm chí thủ môn Trần Liên Điều đã phải vào sân trong vai trò một tiền đạo bất đắc dĩ để có thể đủ người thi đấu với U23 Timor Leste trong tổng cộng 120 phút thi đấu chính thức cũng như thời gian thi đấu luân lưu. Và chiến thắng với tỷ số 5-3 chung cuộc sau loạt đấu súng là một kết quả tuyệt vời. U23 Việt Nam đã vượt qua cơn lũ cực để có thể giành quả cảm, giành vé vào trận chung kết gặp U23 Thái Lan. Chiến thắng này có thể xem là phần thưởng của nghị lực phi thường, của những nỗ lực không biết mệt mỏi và những cố gắng đến những phút cuối cùng của các cầu thủ dường như đã mệt mỏi hết cả đôi chân rồi. Tuy nhiên, những cầu thủ U23 Việt Nam vẫn cố gắng hết sức, vẫn nỗ lực hết mình để có thể mang về chiến thắng trước đội tuyển U23 Timor Leste, một đội tuyển mà có lực lượng dự bị lớn hơn gấp 6 lần so với lực lượng dự bị của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này, khi họ chịu ảnh hưởng của Covid-19 ít hơn rất nhiều so với đội tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng đẳng cấp, ý chí, nghị lực và cả sự phi thường cũng như may mắn đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta giành một chiến thắng quả cảm. Và lúc này thì huấn luyện viên của Timor Leste đã gửi lời cảm ơn đến đội Đinh Thế Nam cũng như ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam, và ông chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam có một chiến thắng tiếp theo tại trận đấu với U23 Thái Lan ở trận chung kết.